Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin được giới thiệu cái máy đo huyết áp Omron HEM 6181. Máy Omron thì được mang thương hiệu của Nhật Bản. Đó. Thương hiệu của Nhật Bản. Và máy thì được bán chạy đứng thứ nhất trên toàn cầu. Và chiếc máy HEM 6181 thì được trang bị những các cái tính năng sau. Thứ nhất đó là chỉ dẫn cuốn bom bít đúng. Thứ hai đó là cảnh báo cao huyết áp buổi sáng, cảnh báo cao huyết áp buổi sáng. Thứ ba đó là cái bộ nhớ của máy là 60 lần ạ. Đây là cảnh báo nhịp tim bất thường, và đây là cảnh báo rung lắc trong khi đo. Ví dụ trong khi đo mình rung lắc hoặc là mình nói chuyện thì nó sẽ cảnh báo trên cái máy. Và chiếc máy này thì được trang bị một cái cảm biến định vị tim. Tức là khi mình đo, bắt đầu mình cuốn vòng bít vào cổ tay mà bắt đầu mình ấn nút start. Nếu như mà ở đây này nó có các cái thang chia, nếu như mà nó nằm ở khu vực dưới này thì chúng ta phải đưa cái cổ tay của mình cao lên một chút để khi nào mà cái hình quả tim này nó sáng lên là ok. Hoặc nếu chúng ta đang để cao quá, đang để ở trên này, mình sẽ yêu cầu mình sẽ phải hạ tay xuống để cho nó di chuyển các cái nấc thang này nó xuống tới cái hình trái tim nó sáng lên là ok. Đó thì cái định vị tim này thì giúp cho cái cổ tay nó sẽ ngang bằng với tim của mình, như vậy thì nó sẽ đo là chính xác nhất. Và trên máy thì cũng được sử dụng cái công nghệ Intuition. Vâng, đây đây là công nghệ Intuition, nó là một công nghệ cảm biến sinh học. Nó rất là thông minh và giúp cho người đo là cảm thấy rất là êm ái trong khi đo, vì máy nó sẽ biết trước được cái mức huyết áp tối đa của người đo là bao nhiêu, và nó chỉ bơm thêm khoảng 40 mm thủy ngân nữa vào cái vòng 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 bít, thì giúp cho người đo sẽ cảm thấy rất là êm ái trong khi đo, không cảm thấy bị tức tay. Đây ạ. Đây là cái cảnh báo về cuốn vòng bít không đúng hoặc là lỏng quá thì nó sẽ cảnh báo cái như này. Còn nếu như nó chữ ok như vậy, tức là cuốn vòng bít như này chính xác rồi. Và đây đây là cái tư thế mà ngồi đo. Lúc khi đo chúng ta ngồi thẳng lưng, làm sao cổ tay phải ngang với tim, thì cái máy này nó đã định vị sẵn rồi. Mình chỉ cần làm đúng theo là ok. Và khi đo thì trước khi đo thì chúng ta không làm việc nặng, không tập thể dục hoặc không vận động mạnh trước khi đo. Như vậy thì kết quả đo nó mới chính xác được, và tốt nhất là chúng ta lên đo khi mà sau khi ngủ dậy và làm công tác vệ sinh nhẹ nhàng xong thì ngồi bàn trà thì chúng ta có thể mang máy ra đo, như vậy lúc đó thì sẽ là chính xác nhất. Và đây nó rất nhiều các cái biểu tượng mà yêu cầu là cổ tay phải ngang với tim. Và đây mình sẽ mở cái máy ra để cho cả nhà cùng xem. Và tất cả các máy đo huyết áp Omron thì đang được bảo hành là 5 năm, với các cái lỗi của nhà sản xuất thì sẽ được bảo hành và bảo trì miễn phí. Đấy. Khi đo xong thì chúng ta lại cho vào hộp, chúng ta cất đi, tránh va đập, tránh bị hỏng. Và vòng bít này được tạo khuôn sẵn, nó rất là ôm với cái cổ tay của mình, và cái vòng bít này nó cũng rất là nhẹ nhàng và mềm mại mà lại ôm. Thiết kế một màu trắng. Và đây. Đây. Khi đo thì chúng ta chỉ cần ấn nút start là ok thôi. Đây là cái biểu tượng cảnh báo cao huyết áp buổi sáng. Đây, vì nó nếu như mà huyết áp cao buổi sáng thì nó sẽ thì hiện lên ở đây. Và chúng ta lưu ý cái cảm biến định vị này, khi nào mà cái quả tim ở đây này nó sáng lên thì ok, còn nếu như nó thấp ở đây thì chúng ta phải đưa cái máy lên cao. Còn nếu như nó đang cao thì chúng ta phải hạ xuống thấp như thế này đấy, hoặc là cao lên như này để làm sao đấy cái quả tim nó sáng lên là ok. Đây mình sẽ bật lên cho cả nhà xem về cái nó đây, như vậy nhìn thấy đấy đó. Thì bắt đầu mình phải hạ xuống đấy, hạ tới đây thì bắt đầu là đèn nó sáng thì bắt đầu là máy nó sẽ chạy. Nhìn này rất là khó. Ở đây mình sẽ demo luôn thử, và mình sẽ show lại cái màn hình thì cho cả nhà cùng xem. Đây, khi đo thì chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng, không nói chuyện trong khi đo. Mở vòng bít ra, quấn cho vào cổ tay.
cuốn vòng vít lại, à, không nói chuyện trong khi đo. Sau đó thì mình ấn một lần vào nút start thôi, nào nó chạy. Đó, khi nãy thì nó báo là tay mình để cao quá và mình đã chuyển nó xuống thấp hơn rồi. Sau đó thì chúng ta chỉ về ngồi chờ đợi ra kết quả thôi. Rồi, cái này đã có số và mình sẽ đo thêm một à thôi, thôi. Đây. Vậy khi mà nhìn ở trên cái màn hình đây thì sẽ rất là rõ. Đây, huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu là 125 trên 81 và nhịp tim của mình là 74 lần. Cuốn vòng vít ok. Và cái cảm biến định vị tim này nó báo rất là chính xác rồi. Tức là máy đã được để ngang với tim. Đó, để mình xem là trong cái máy này nó có lưu cái kết quả nào khác hoặc là bị lỗi không. Đây là bộ nhớ lưu trước ạ. Đây, ví dụ như cái này chẳng hạn. Người nhìn rất rõ nha, 115 trên 84. Nhịp tim là 92, cuốn vòng vít ok. Thế nhưng mà cái máy khi đo thì để thấp hơn, tức là cái vòng beat đây, cái vòng beat là cái máy này nó thấp hơn so với tim thì nó báo luôn ở trên máy đấy, nhìn đấy các bạn nhìn thấy rõ không, đấy cái vạch đen này đáng nhẽ nó phải nằm ở trên đây, đáng nhẽ có tim này nó phải sáng lên thì mới ok. Tiếp theo này, đấy đây cũng lại để thấp hơn này, khi mình xem lại thì mình sẽ biết được đây, còn cái này thì lại để cao hơn so với cả tim này. Đó, máy nó sẽ lưu lại các kết quả đó, đây cũng để cao hơn này, và đây nó còn cảnh báo là người này đo là bị huyết áp cao và cao buổi sáng. Đó. Đó, khi mà sử dụng như này là mình sẽ biết được. Đây, còn như này là ok. Đó, làm sao đấy, quan trọng nhất là cái vòng beat nó phải ngang với tim thì sẽ cho ra cái kết quả là chính xác nhất. Còn đây là cái nút nhấn bộ nhớ của mình, ấn đi ấn lại mình sẽ xem được bộ nhớ ngày giờ cụ thể của cái lần đo đó. Cái máy này lưu là 60 lần và nó sẽ tự hủy cái kết quả lần đầu tiên đi và nó lưu các kết quả mới nhất vào. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình, và nếu như mà bạn nào có cần phải hỏi thêm gì thì cứ đặt câu hỏi dưới video, mình sẽ trả lời tất cả các cái câu hỏi của các bạn, hoặc có cần hỗ trợ thì hãy gọi theo số điện thoại mà mình để ở dưới clip nhé. Xin chào và hẹn các bạn lại vào những clip sau. Xin chào.